trời cánh xuân là lời. Niềm vui chưa tràn đến với người người tha hương. Trời về trong náo nức tưng bừng mừng đón xuân đoàn viên. Đâu cũng tiếng hát tiết điệu nhạc xuân vang. Tiếng cười hoa cô có chuyến bay xa ngàn hoa. Quỳnh Vy gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài Việt Face TV Dallas trên băng tần 55.3. Kính thưa quý vị, trong không khí mùa xuân rộn ràng với hoa mai đào nở rộ, Quỳnh Vy đang có mặt tại khuôn viên chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas để tường thuật lại buổi giao thừa hôm nay. Giao thừa có ý nghĩa quan trọng của một năm trong vạn vật tự nhiên. Giao thừa là thời điểm đánh dấu kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới, hay còn gọi là lễ trừ tịch. Kính thưa quý vị, theo truyền thống dân gian, giao thừa có nghĩa là thời điểm đánh dấu người già thêm trường thọ và trẻ em thêm trưởng thành. Đêm giao thừa là đêm của sự yên tĩnh và rũ bỏ những phiền muộn để chào đón năm mới tốt đẹp hơn. Kính mời quý vị cùng theo chân Quỳnh Vy để xem những hoạt động của chùa Hưng Đạo trong đêm giao thừa nhé. Tiếng cười hoa cô có trên bay xa ngàn hoa. Trong mắt chiều sướng vui tròn niềm xuân. Đâu cũng tiếng hát tiếng điệu nhạc xuân vang. Tiếng cười hoa cô có chuyến bay xa ngàn hoa. Năm mới gió mới phúc lộc về nơi nơi. Sướng vui trọn niềm xuân. Người trong mắt chiều sướng vui trọn niềm xuân. Người trong mắt chiều sướng vui trọn niềm xuân. Quý vị ơi, Quỳnh Vy đang có mặt tại hội chợ hoa xuân của chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Quỳnh Vy xin chào chị, xin chị cho biết quý danh. Dạ, em tên là Ngọc Hà, là Phật tử của chùa Hưng Đạo. Dạ, Quỳnh Vy chào chị Hà. Thì hôm nay chị Hà bà ở giúp cái chợ hoa xuân này, chị Hà có thể nói cho khán giả biết đây là mình có những loại hoa gì thưa chị? Dạ, xin kính chào Việt Face TV Dallas. Đây là hội chợ hoa của chợ của chùa Hưng Đạo. Thì tụi em có những cái loại hoa cúc, hoa trà hoa nữ, phong lan, trúc lan, với lại tắc, với lại đào. Yeah. Thí dụ mà quý Phật tử muốn thỉnh một chậu hoa về thì cái loại hoa cúc vàng, hoa cúc đại đoá này nè chị, thì mà khoảng bao nhiêu một chậu thưa chị? Một chậu lớn thì chậu cúc lớn thì 20, còn chậu cúc nhỏ thì 10 đồng. Yeah. Chị bán có đắt hàng không? Yeah, thấy chậu hoa cũng gần chợ hoa gần hết rồi đúng không? Tụi em khai trương vào từ ngày 18 tháng chạp. Và tụi em kéo dài cho đến ngày hôm nay luôn. Cho nên tụi em bán cũng gần hết rồi. Yeah. Em cảm ơn chị và chúc chị mua may bán đắt. Dạ, em cũng chúc cho Việt Phê Đà Lạt được dồi dào sức khỏe, dạn sự như ý, và mọi người, mọi đồng hương đến chùa được an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị Hà. Quý vị ơi, Quỳnh Vy đang có mặt tại ban ẩm thực của chùa Hưng Đạo để phục vụ cho đêm giao thừa. Xin chị cho biết quý danh. Dạ, tôi tên là Lưu Thảo. Chị Thảo, chị Thảo hôm nay trong bếp mình có món gì vậy chị? Mình có bún bò Huế với lại cháo thập cẩm. Bún bò Huế và cháo thập cẩm nhìn ngon lắm quý vị ơi. Bún bò Huế thì bao nhiêu một tô hả chị? 5 đồng một tô. Còn cháo thập cẩm? Cũng vậy. Kính mời quý vị, cháo thập cẩm và bún bò Huế chỉ có 5 Mỹ Kim một một tô thôi. Chị có thể gửi lời chào đến quý vị của đài Việt Nam. Trước thềm năm mới, xin kính chúc các quý vị trong đài Việt Phê, kính chúc các chư tôn đức tăng ni và các quý vị đồng hương một mùa xuân an khang thịnh vượng. Dạ, em xin cảm ơn chị.
Quý vị ơi, Quỳnh Vy đang có mặt tại gian hàng nước của chùa Hưng Đạo. Quỳnh Vy xin chào chị, xin chị cho biết quý danh. Em tên là Bảo Ngân. Chào chị Ngân, hôm nay chị giúp gì ở chùa đây? Hôm nay tụi em giúp chùa bán nước soy bean, lá dứa, chè và nước ngọt. Dạ. Thường một ly như vậy là bao nhiêu chị? Ly sữa đậu nành thì bao nhiêu? Sữa đậu nành á, thì 1 đồng một ly. Chè tùy theo chè những thứ chè thì 5 đồng một ly, có ly thì 2 đồng. Nhưng mà chè tụi em bán hết rồi. Ồ, bán đắt hàng quá chị hả? Dạ. Dạ. Xin chị gửi lời chào đến đài Vietface TV. Chúng em xin chào Vietface TV. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc vui vẻ. Quỳnh Vy cảm ơn chị Ngân. Quỳnh Vy đang có mặt tại gian hàng cà phê và Quỳnh Vy gửi lời chào đến chị. Chị tên gì ạ? Lê Hoa. Dạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay chị phụ gì trong gian hàng này? Bán cà phê và trà thái để công quỹ cho chùa. Dạ, một ly cà phê bao nhiêu chị Hoa? 3 đồng. 3 đồng. Mình bán đắt hàng không? Đắt, rất là đắt. Năm nào cũng vậy. 5 đồng một chú cẩu thôi quý vị thôi. Dạ, Quỳnh Vy xin cảm ơn chị. Dạ, xin gửi lời chào đến tất cả quý đồng hương và Phật tử xa gần. Chúc một năm mới được an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị. Quỳnh Vy xin chào chị, xin chị cho biết quý danh. Tôi tên là Bạch Cúc. Dạ, chị Cúc, hôm nay chị đến chùa có cảm tưởng như thế nào vào đêm giao thừa này ạ? Có cảm tưởng của tôi là rất là đông vui, cộng đồng người Việt Nam rất là háo hức đón giao thừa. Ngoài kia Quỳnh Vy thấy có rất là nhiều món ăn, chị đã thử món gì chưa? Rất là nhiều món ăn, nhưng mà tôi đã thử qua món bún bò Huế, rất là đặc biệt, rất là ngon, bún bò Huế chay. Yeah. Em cảm ơn chị. Đi chùa đầu năm thì chị có ước nguyện gì trong năm Mậu Tuất này ạ? Cái ước nguyện của tôi là mong là mình có rất là nhiều sức khỏe, rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chị gửi lời chào đến đài Vietface TV Đà Lạt. Xin gửi lời chào đến đài. Chúc cho tất cả mọi người đón xuân 2018 rất là vui. Dạ, em cảm ơn chị Cúc. Quý vị ơi, Quỳnh Vy mới bắt cóc được một anh chàng rất là dễ thương, mặc cái áo dài màu vàng hôm nay rất là rất dễ thương phải không quý vị? Quỳnh Vy chào em. Dạ, em xin chào chị và khán giả của Vietface TV. Dạ, em tên gì? Dạ, em tên là Bá Huỳnh Thành Bá. Hôm nay cảm tưởng của em đi lễ giao thừa ở chùa Hưng Đạo như thế nào? Dạ, hôm nay là 30 Tết của năm Mậu Tuất thì em cùng mấy người bạn thì đi lên chùa để đốt nhang và cầu may cho gia đình, bản thân, bạn bè, cha mẹ của em nên rất là vui. Giờ em có ước nguyện gì trong năm mới này? Dạ, trong năm mới thì em đặt ra rất là nhiều mục tiêu, nhất là cho gia đình trước, tại vì em đề xuất gia đình lên đầu tiên và sau đó tới bản thân của em là mình phải có được một cái công việc ổn định để gây dựng cái tương lai sau này. Cảm ơn em có thể gửi lời chúc đến đài Vietface Đà Lạt. Dạ, em xin gửi lời chúc tới toàn thể các ông bà anh chị em và các khán giả của Vietface TV cũng như người Việt mình trên nước Mỹ là năm mới là chúc mọi người may mắn, phát tài, dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Quỳnh Vy xin chào cô chú, xin cô chú cho biết quý danh. Dạ, xin chào em. Cô là tên là Lucy. Dạ, chào cô Lucy và chú. Tôi là Nguyễn Văn Tịnh ạ. Dạ, chào chú Tịnh. Cô chú đến chùa đêm giao thừa đêm nay cảm tưởng như thế nào thưa cô? Dạ, cảm tưởng là tới đêm giao thừa để chào cái năm mới của năm 2018. Dạ. Rất là trong lòng rất là vui tươi hoan hỷ, mà đứng bên cô thì Phật ta đẹp đẽ này thì còn vui. Mình đến đây trong cái khung cảnh ngôi chùa thì không những là năm mới mình vui tươi mà bên cạnh đó là trong cái cảnh chùa đẹp đẽ quá, mọi người cùng đến đón Tết ai nấy cũng đầy vui tươi hân hoan hết. Thì nghe cái tiếng mà tụng kinh nữa, trong lòng mình thêm bình an thêm. Thanh thản hả cô? Thanh thản, rồi. Cô có ước nguyện đầu năm như thế nào cô? Năm Mậu Tuất 2018. Rồi, cô là ở trên bên trường Thẩm Mỹ Ba Lê. Cô ước nguyện cho cô trước là sẽ có học sinh vô nhiều bên trường Thẩm Mỹ Ba Lê. Rồi bên cạnh đó là chúc những cô gái như là con má thêm hồng, môi thêm tươi, những chàng trai thì thêm duyên dáng, và những người mà
đang cái làm sự nghiệp sẽ thành công, và những ông bà thì sẽ có một cái sức khỏe tốt, tâm thì bình an và sống với con cháu cho đúng 100 tuổi. Còn cảm ơn cô chú, và đầu năm Mậu Tuất, Quỳnh Vy cùng toàn thể anh chị em của đài mến chúc cô chú thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Dạ, cảm ơn.